Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái lon giả hạt của mình. Mắc bệt, lưỡi tím hết luôn các bạn, lưỡi bệt luôn, chỉ còn một chút xíu cái chót lưỡi là nó hơi trắng thôi nha các bạn. Đây các bạn xem, chỉ còn một chút xíu cái chót lưỡi là nó hơi trắng thôi nha các bạn. Chỗ chỉ có hai bông thôi, cái thân này nó đã bị gãy rồi. À, các bạn thấy là nó gãy ngay chỗ này, gãy rồi nhưng mà nó vẫn chỗ bông nha các bạn, bị gãy nhưng mà vẫn chỗ bông. Đó là sức sống của kia lan rất là mãnh liệt. À, mình trước là cái nhánh già mình để lên cái chậu cát, nó ra cái kỳ. Bây giờ cái kỳ này nó bị gãy nhưng mà nó vẫn chỗ bông. À, hoa rất là đẹp nha các bạn. Mắt bạch lưỡi tím hết nha các bạn, chỉ còn chút xíu chót lưỡi là hơi trắng thôi nha các bạn. Nó chỗ chỉ có hai bông thôi. Để nó trên cây lan Cattaya. Hoa rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ là nó đang lên một con nữa nè. Đang lên một con. Cái nhánh này nó gãy rồi. Sau khi tàn cái bông này mình sẽ xử lý để cho nó lên kia mới nha các bạn. Hoa rất đẹp nha các bạn. Đây các bạn nhìn. Rồi, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhớ bấm nút like, đăng ký và chia sẻ cho mình nha các bạn.